Hello tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL. Tiếp tục lại là sản phẩm hàng về. Đó là một bộ sanitizer 5200. Lần này khác biệt với mọi lần, đó là mang trên mình hai đầu 5235 các bác nhá. Nó ngang với đầu Lumen luôn. Một trong những phân khúc rất cao cấp và có thể nó chênh nhau với cái đầu 5050 5005 mà tới hàng hơn chục triệu. Cho nên một lần nữa lại là một bộ mic cực kỳ cao cấp. Và khi em Cao đã có hàng thì luôn nói với các bác rằng những bộ mic đắt tiền thì nó phải xuất sắc các bác nha. Còn khi đã không được xuất sắc rồi thì có thể giảm tới hàng mười mấy triệu là chuyện rất bình thường các bác nha. Zin test đèn đẹp luôn. Đó là những sản phẩm đắt tiền. Có thể có những cái sản phẩm vừa tiền, có thể 5, 7, 10 triệu, hơn chục triệu, có thể xấu một chút thì các bác còn chấp nhận. Còn khi các bác đã nâng tầm lên những dòng cao cấp mà chỉ cần chảy xước quá nhiều thì đó, khi mà chúng em đi buôn cũng vậy thôi. Tiền nào thì của đó. Khi mà những chiếc mic mà bị lan lộn chảy xước nhiều quá, riêng em cá nhân em không nhận các bác nhá. Còn khách hàng tới cái dòng này thì luôn là rất kỹ tính các bác nhá, chứ không phải là ai cũng gọi là chỉ cần chất thôi, còn hơi xấu một tí cũng được. Thật ra thì như thế thì quá dễ cho chúng em buôn bán, chứ không phải là không. Nhưng mà thật ra những bộ mic đắt tiền này thì toàn gặp những các dân chơi rồi. Các bác rất kỹ tính, cho nên một lần nữa để sự lựa chọn những con mic 5200. Tại sao bên em không ồ ạt? Vì phải tuyển thật kỹ, cho nên là không bao giờ để có giá rẻ. Còn các bác hỏi để siêu tầm giá rẻ thì kênh em sẽ không có mic 5200 rẻ các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và vừa rồi em cũng đã quay tất cả mặt mũi của receiver, đó là 3532, xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, như mới luôn. Mang trên mình chất Đức thì các bác hiểu rồi. Nhưng cái dòng này nó cực kỳ cao cấp. Ước mơ của rất nhiều tất cả các dân chơi và hâm mộ âm thanh được sở hữu nó cũng như hát nó một lần. Đôi khi các bác điều kiện kinh tế không có, nhưng nếu các bác có thể có thời gian mà khu vực phía Bắc thì các bác hãy qua em Cao để trải nghiệm một cái chất âm đình đám của Sennheiser 5200. Chưa ai nhắc đến cái từ không cả, mà đều phải nói là có hay các bác nhá, chứ đừng không bao giờ em nó có từ không hay. Cho nên một lần nữa, bác nào có yêu cầu sở hữu mic 5200 hãy đi Siver 3532 thì hãy alo em Cao. Và đầu mic đó là 5235, một trong đầu mic ngang ngửa với đầu mic Lumen các bác nhá. Có thể em nó còn dễ hát hơn Lumen một chút. Ok, bác nào quan tâm thì hãy alo em Cao để có giá tốt nhất các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Và các bác đừng quên, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GVL Hoàng Mai. Và nhớ hãy cho em Cao xin một like các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn các bác clip gần nhất.